vang số XMI Pro model Z590. Máy này thì bị lỗi là khởi động lại nhé, bật lên chạy máy cứ chạy một lúc nóng, có lúc thì tầm 5-10 phút, có lúc khoảng 30 phút, lâu lâu máy nào lúc hên xui thì khoảng tầm 1 tiếng thì tự động là màn hình này nó bị run xuống và sau đó nó bắt nó khởi động lại như là khi tắt và bật máy ban đầu. Đây là một trong những van bệnh mình gặp rất là nhiều trên cái dòng vang XMI Plus và Pro nhé, hàng mới hàng bãi gặp rất nhiều, đó là trên cái đời Plus Pro nó bệnh đặc trưng là cái bệnh này đó. Ngoài ra thì sẽ có một số trường hợp là bị lỗi chạy một lúc bị giật volume về không, dòng này bị lỗi volume giật về không khó sửa cực kỳ mọi người nhé. Đấy. Ngoài ra thì có thể dòng này có thể gặp phải những lỗi là không lên nguồn này, treo kẻ đen này, mất hiển thị nhưng vẫn có tiếng này, rồi thì máy lên nguồn bình thường nhưng mà đầu ra mất hết nhạc mic này, nó có những cái pan là bị mất nguyên đường nhạc mà mic vẫn có này, có những cái pan là không bị khởi động lại mà chạy một lúc bị mất tiếng này, hoặc là chạy một lúc nó bục cái sau đó lại còn tiếng lại không, lâu lâu lại mất. Đấy, đó là tất cả những cái lỗi mà mình thường xuyên tiếp xúc và nó xử lý tốt trên cái đời vang XMI Plus Pro, tất cả những bản hàng bãi vàng mới thì mình chưa làm bảo hành cho anh em công ty rất là nhiều, anh em thương lái buôn hàng bãi hàng mới rất nhiều, đây là máy lỗi mình tiếp nhận về rất là nhiều. Đấy. Để cụ thể mọi người cứ tham khảo thêm các video trong kênh, và những ai chưa đăng ký kênh thì mọi người có thể đăng ký kênh để theo dõi kênh hàng ngày. Mọi thông tin chi tiết về tư vấn hỗ trợ sửa chữa hoặc là mua linh kiện để sửa chữa thì mọi người liên hệ trực tiếp theo số máy mình để lại trên tiêu đề của video trong phần mô tả dưới của kênh để gặp trực tiếp nhân viên nhé. Cảm ơn mọi người đã xem video.